Chào mọi người, mình là Trung với kênh máy khoan pin cũ. Thì hôm nay mình lại tiếp tục test hạt cỏ cho mọi người lựa chọn nhé. Mọi người xem kỹ, xem thật kỹ và xem chậm, coi ngoại hình rồi cho đàng hoàng và coi luôn mình nói những cái thiếu sót hoặc là những cái tính năng đủ của máy nhé. Rồi, đầu tiên này, em Makita 9.6. Đây, Vic Makita 9.6. Coi. Đấy. Vic Makita 9.6 nhé. Con này là thang rời thang ngoài, ngoại hình còn rất là đẹp. Này nhìn này. Đấy. Pin trượt 9.6 luôn. Đây, cục này mình bỏ vào mình sạc thử rồi. Đây. Đấy. Bỏ vào sạc thử nhé. Sạc thử thì thấy nó còn cầm đây. Nhưng mà không biết cầm được bao lâu. Ai về mình có cục sạc, nhưng mà cục sạc của mình là mình dùng cục sạc pin li-ion và NiMH nha mọi người. Cục sạc đấy thì nó khá là mắc tiền, nó tới 600 ngàn một cục lần, nên mình không có bán kèm theo cái này đấy. Nên mọi người về ai có sạc đó, thì tự sạc nhé. Còn cục sạc đấy, cục sạc mà để sạc riêng cho cái này thì mình hiện tại mình không có, mình chỉ có dùng cục sạc loại đời cao thôi, loại sạc pin li-ion và NiMH ấy, mà cái loại pin trượt. Cục đấy tới 600 ngàn cục lọc nên mình không bán theo cái này. Ok. Đây. Đây này. Này, đây này, điều tóc này. Ôi, quay. Con này không có điều tóc. Con này không thấy điều tóc. Đấy. Trái phải ok. Đầu không rơi, không cạt nha mọi người. Thăng rời, thăng ngoài này. Đấy. Đấy mọi người. Chờ tí mình đi sổ. Tiếp theo là cái đèn. Đèn Makita 12V nha mọi người. Đèn Makita 12V. Anh thử cho mọi người nha. Makita 12V. Đây, sáng nha mọi người. Đấy. Gặp này. Đấy. Đấy. Rồi. Đây. Hôm nay có hai bóng. Một cái bóng này bóng sơ cua nha mọi người. Bóng sơ cua này. Mình thử luôn cái bóng sơ cua cho mọi người coi. Đấy. Bóng sơ cua. Hai bóng đều sáng nha mọi người. Đấy. Đấy nha mọi người, hai bóng đều sáng. Đấy, có cả hai bóng nha mọi người. Đấy. Bỏ pin. Số 2 là mình bán 300. Số 2 này bán 300 nha mọi người. Tiếp theo, con Ryobi 12V. Con Ryobi 12V nha mọi người. Con này thấy cái motor to chà bá. Rồi. Chưa thấy chạy. Mọi người về kiểm tra thử xem. Đây. Con Ryobi 12V. Mình thử chưa thấy chạy nha. Mình thấy đây có bao nhiêu cấp trượt đây. Cấp trượt đang bị cứng này.
22 cấp trượt cấp khoan này. Đấy. Đào cạc số 3. Cái này mình bán 250. Có cả bảo binh nha mọi người. Còn gì HRN ở đây hẳn gì đây mình chịu nhá. À, con này giờ mình không có võ binh, mình không biết âm dương như thế nào, mình khỏi thử luôn. Mà giờ thì không có võ binh đây, mình bán coi như con này chết luôn đi. Kệ, coi như con này chết luôn. Con này mình nhìn thì không biết là 12V hay 14V nữa. Nhìn cái chân binh này chắc 12 hay 14V như thế thôi. Coi như chết luôn đi. À, con này con số 4. 180.000. Makita 96 chân dài. Con này chân dài khỏi thử nha. Chịu trách không có kẹp được. 180. Mở cửa à? Ở đường mấy tháng về nhưng mở cửa mà. Đây. Con này Toshiba. Toshiba 4.8 nha mọi người. Toshiba 4.8. Đây. Con này số 6. 150.000. Con này không thử được cho mọi người bên trong. Evalu. Thấy không? Evalu 4.8. Con này cũng bên trong nhá. Số 7. Đi đâu đó? Ném ra. Ghế chưa? Đi ra ngoài để giữ điện hồ à. 150.000. Evalu 4.8 nha mọi người. Vic Makita 12V. 12V pin trượt nha mọi người. Thăng rời thăng ngoài này. Con này bị nứt bể này. Đấy, nứt bể này. Đấy. Đây, mọi người coi kỹ nha. Đây, nứt bể. Thái phải ok, điều tốc ok nha mọi người. Nhưng mà có điều này, máy, tiếng máy mình nghe rồi đó, mọi người nghe nè. Đàn vẫn còn nè. Thái phải ok, điều tốc ok. Mà căn bản là số này, hộp số không thấy đầu vít chạy. Mọi người về mở ra kiểm tra thử giùm mình nha. Đấy, máy thì còn chạy, ok, điều tốc ok, máy chạy rất là êm luôn. Nói chung là bị trục trặc gì trên cái hộp số này thôi. Và cái bị cái bể rồi như thế này. Đấy.
con này mà ngoại hình đồ ok, đạo đức ok, con này bán cũng có vỏ binh thì chắc cũng 500 nữa. Con này con số 8. Con này mình bán 200 thôi. Đấy, số 8 200. Ryobi, con này bao nhiêu volt mình cũng không rõ nữa, không biết 7V 2 hay 9V 6 thì 7V 2 chứ sao. Cái chân cao này cho 7V 2. 7V 2. Số 9. Cái này mình chịu nha, chân nó dài quá mình không có kẹp được nên không biết sống chết như thế nào. Số 9. 180.000. Số 9 180.000. Đây, Nationan. Khoang Nationan 7V 2. Đấy. Con này cũng bên trong mình chịu không thử được, số 10. 180.000. Con này con Powersonic 12V, không có vỏ pin nha mọi người. Bị bé ra này, bị bé này. Đấy. Rồi, chưa chạy thôi, bán nhanh con này, còn như khuyến mãi cho mọi người, số 11. Con này có 150.000. Đấy. 150.000. CCD 4V8. Đấy. Con này thì bên trong rồi mình không thử được nhé. 12. Con 12 này 4V8 120.000. 120.000 cho mọi người. Makita 9V6. Đấy, khoan 13. 180.000. CCD 4V8. Đây, CCD 4V8. Con này không? 14. 120.000. Vic Makita 9V6. Có ngoại hình này. Đấy, này, ngoại hình này. Đấy. Màu như này này. Đấy, mọi người coi kỹ ngoại hình cho mình nha, bị màu này. Đấy, ngoại hình hơi xấu tí. Makita 9V6 thằng đời thằng ngoài, mình không biết là còn điều tóc mà thấy ít nhạy lắm.
không chạy, chỉ chạy một chiều, không chạy một chiều nhé. Makita 9.6 vít, thang rời thang ngoài, chạy một chiều, điều tóc thì cảm thấy không nhạy, không biết là còn điều tóc hay không. Số 15, con này bán 200. Đào hơi cạp. Đây, Nationan 4.8, khoan Nationan 4.8 thằng bên trong nhé, mình không thử được. 16 180 nghìn. Khoan Makita 7.2. Đấy, khoan Makita 7.2, chân dài nhé. Mười bảy 150 nghìn. Khoan Makita 9.6. Nên 18 180 nghìn. Vít Makita 9.6 này. Đi tóc này. Đấy, con chạy rất là đã. Đi tóc này. Vít Makita 9.6, trái phải ok, điều tóc ok, đào cạc không rơi nha mọi người. 19, hồi nay bán 300. Khoan Hitachi. Khoan Hitachi 7.2. Máy thì còn chạy mà không biết hộp số như thế nào mà đào không thể chạy nhá. Trái phải thì chạy rồi đó, mà đào thì chưa thấy chạy. Rồi. Con Hitachi 7.2. Con này máy chạy ok này. Này số 20. Này 20. Này bán 200.
Phần 9/6. Đây. Phần 9/6. Con này như China xuất Nhật. Điều tóc này. Ok. Khoan 9/6. Trái phải ok. Điều tóc ok. 21. Con này China xuất Nhật. 9/6. Chạy ok. 200. Đây. Con khoan Nadiona đào autolock, motor cỡ lớn, hình như motor này không biết có phải motor 775 không nữa, mình không nhớ rõ này. Cái chân này mình chịu rồi mà không thử được nhé. Con này con số 22. Con này là mấy volt ta? 9/6. Con này bán 200. Mati 9,6 volt kho đỏ tôi lóc nha mọi người, đào nó không bị kẹt, đào nó bị kẹt, đào bị kẹt nha mọi người. Đây khoan Nationan đào tôi lóc 7/2. Tái phải ok, nhanh chậm ok mọi người. Khoan Natio Nam, tái phải ok, nhanh chậm ok. Đấy, đào autolock. Đào autolock, đào bị cạt. Về tra dầu mỡ 23. Con này bán 180.000. 180.000 mọi người. Tiếp theo khoan con này chắc China xuất Nhật hay nội địa gì đây. Khoan này 7/2 nha mọi người. Công tắc nó cứng đờ rồi. Chịu, con này coi như chết đi. 24. 180.000. 24. 180.000. Rồi. Home tool. Home tool. Con này giờ không có vỏ pin thử đại đi. Cứng công tắc rồi.
Home tool 7V2. Đây. Con này con 25. Đây là con bỏ pin. Con này bán 150.000. Rỉ sát nữa nè, còn cái đầu vít. Rồi, khoan Toshiba 12V. Chân pin phía dưới này bị gãy nha mọi người, chân pin phía dưới bị gãy. À, chịu rồi, không thấy chạy luôn. Chưa chạy. Đây mọi người. Khoan Toshiba 12V, thử chưa thấy chạy. Đấy, 26. Con này bán 200. Có bỏ pin luôn. Đây, khoan Hitachi 9.6 nha mọi người. Khoan Hitachi 9.6. Chưa chạy luôn. Sao hôm nay nhiều con chưa chạy thế ta? Này 27. Thử chưa chạy. Con này bán 180.000. Ryobi 7V2, khoan Ryobi 7V2 nha mọi người. Đầu cạc 20 cấp trượt cấp khoan nha mọi người. Đấy. Ok. Khoan Ryobi 7V2, trái phải ok. Đấy, đau bị kẹt. 20 cấp trượt cấp khoan. 28. 250.000. Đây, khoan Nati. Khoan Nati 9.6 nha mọi người. Khoan Nati 9.6. Rồi, chưa thấy chạy luôn. Còn là tỷ 9.6, chưa thấy chạy. Bỏ pin. Con này con 29. Con này bán 220. 29, 220.000. Nati 7V, Nati 9.6 nha mọi người. Nati 9.6 hoàn. 20.000 chưa trả. Đây. Tiếp theo. Ủa.
Chờ mình một tí. Thế mình thử lại sang gửi cục pin nó có còn không mà. Khoan Nati 9.6 đầu autolock thử chưa chạy à, vỏ pin 30 à, bán 220 đấy, 220 nha mọi người, 30 220 đây. Mình thử lại con này thôi. Số 29 nha mọi người. Mọi người đợi một tí, có cái đồ này nữa. Đây mọi người, nó về cái này nữa này, này, đây xem, đây, này. Cái này á, theo như mình tìm hiểu á, này, nó về cho mình cỡ hộp như thế này, nhưng mà theo như mình tìm hiểu cái này á là đèn led bản lề nha mọi người, này, nó về mình không biết là cái gì, mình lên mạng mình mới search thử thì mình thấy cái này. Là cái đèn led bản lề lắp ở trong cửa tủ rồi này kia để cho nó sáng lên. Lúc mình mở tủ ra nó sáng lên nha. Này, nội coi cái pin này mình đi tìm mua cục pin này đây. Đây, đi tìm mua cục pin Alkaline này nhỏ nhỏ này đây. Là cũng đuối rồi. Nó 23V, 23A, 12V, 12V, 23A. Đây, này, thử luôn cho mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy không? Đây này. Giả dụ như cái này, giả dụ mọi người lắp vào cánh tủ đúng không? Tủ như thế này, đúng chưa? Lúc mà đóng cửa tủ lại là như thế này, nó sẽ chặn như thế này. Nghe mọi người, nó sẽ chặn như thế này. Nó sẽ tắt đèn đi. Rồi đến lúc mình mở tủ ra nó sẽ hở này. Đấy, nó hở như thế này. Là nó sẽ sáng đèn lên, nó rọi sáng cái tủ để mình lấy quần áo được kia. Tủ hay là mọi người làm bất kỳ một cái gì mà mọi người muốn. Tủ gì cũng được mà muốn nó có một ánh sáng khi mình mở cửa tủ ra, giống như kiểu cửa tủ lạnh vậy đó. Tủ lạnh mình mở tủ ra là nó sẽ thấy ánh sáng lên. Đấy, như thế rất là tiện. Không về cái này. Đây. Mình không thấy nó ghi là xuất xứ ở đâu cả. Theo mình nghĩ những cái led này thì chắc có khi là nó sản xuất ở China thôi. Đấy. Về như thế này nha mọi người. Đây. Đây. Một cái như thế này. Một cái như thế này nha mọi người. Một cái như thế này. Một cái như thế này là mình bán với giá là 55.000 nha mọi người. Này, 55.000 cái này. 55.000 cái này. Cục pin. Pin này. Pin này là mình đi mua nha mọi người. Nếu mọi người mua được thì mua, còn không mua được thì mình sẽ mua giúp được. Pin này 7.000 một viên nha mọi người. 7.000 một viên. Đây. Viên này.
23V 2A 12 12V 23A nha mọi người. Đây alkaline. Đấy. Đấy. Đấy, thiết bị này. Thiết bị này gọi là đèn led bản lề, đèn led lề tủ này. Đấy. Đấy như thế này. Về cả thùng, nó về cả thùng cả trăm cái nha mọi người. Mọi người mua thì cứ lấy số lượng nha. Bình thường. Đấy, tại vì mình về cả một cái thùng á, cả trăm cái à. Này, lấy ra con này ra làm mẫu cho mọi người đây. Đấy, ok nha mọi người. Rồi. Cái này mình dán luôn. Số 31. 55.000 một cái nè. Rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Và cảm ơn tất cả những khách hàng đã rất là nhiệt tình ủng hộ cho cái kênh của mình nha. Mình cảm ơn rất là nhiều. Và cũng mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình để mà có cái động lực để tìm tòi và đi nhặt nhẩm những cái đồ nó lạ, nó vui về review cho mọi người mua về sưu tầm hay gì đó, hay là để sử dụng nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại như cũ là 0854 901 685. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.